Và ở đây mình sẽ sử dụng nó như xịt khoáng luôn. Fancy. Hi, welcome back. Mình cao 1m88 và đây là kênh YouTube channel của mình, 1m88 channel. Cho bạn nào chưa biết mình thì mình tên là Bo, mình làm video về beauty và đời sống. Như mọi người nhìn thấy thì hôm nay mình có một cái ghế mới. Từ nay về sau mình không phải ngồi những cái ghế mà nó không đủ tầm với mình nữa. Tại vì cái lưng mình rất là dài và khi mình ngồi lên những cái ghế đó mình không thấy thoải mái. Ôi thật sự ghế này rất là thoải mái, 3 triệu đồng có khác. Thì không loanh quanh nữa, thì để chia sẻ cho mọi người một cái chủ đề mà gần đây thì mình có đi ra một cái store mỹ phẩm. Có nghĩa là mình sẽ phải đi khảo sát thị trường ấy, những cái mỹ phẩm nào xuất hiện gần đây trên thị trường, những cái sản phẩm nào cũ, những cái sản phẩm nào mới. Và tự nhiên mình nhìn thấy khá là nhiều cái sản phẩm về rau má. Thì thật sự á, là mình suy nghĩ về vấn đề là mình có nên làm được video về rau má cho các bạn hay không. Và thì thật sự là rau má có rất nhiều các lợi ích cho da mà các bạn chưa hề biết tới. Ví dụ như thật sự là bạn biết là rau má nó sẽ giúp cho da bạn làm kem da, phục hồi da, làm dịu da. Nhưng mà thật sự các bạn chưa có hiểu rõ được cái tầm quan trọng của rau má. Ví dụ như đôi khi các bạn có biết là nó có chống lão hóa nhẹ cho làn da của bạn được không? Thật sự là hầu như các bạn chưa biết đến những cái vấn đề này. Và thật sự một trong những cái lý do mà mình rất recommend các bạn sử dụng rau má đó là khi mà các bạn bị mụn, các bạn xử lý nốt mụn xong thì các bạn rất loay hoay trong cái vấn đề là mình sẽ phải dưỡng da ngay sau khi mình xử lý nốt mụn như thế nào. Tại vì dưỡng da khi bị mụn, ok, mình đã chỉ cho các bạn dưỡng da sau khi bị mụn, ok, thì mình đã chỉ cho các bạn như thế nào. Nhưng mà dưỡng da ngay sau khi các bạn xử lý nốt mụn xong thì các bạn vẫn chưa biết. Tại vì thật sự đây là cái quá trình mà cái vết thương của các bạn nó sẽ được lành. Nếu như các bạn giải quyết tốt á, thì nó sẽ không để lại vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu như các bạn xử lý không tốt thì nó sẽ để lại sẹo. Và một trong các nhân tố mà để mình nói là nó có thể điều trị được cái vấn đề này đó chính là rau má. Mà thật sự là ở trên thị trường hiện nay có khá là nhiều cái sản phẩm về rau má đấy. Thì ok, hôm nay chúng ta sẽ bàn sâu hơn về chức năng của rau má. Thì tại sao mà các bạn da mụn hoặc da dầu mụn hoặc là kể cả da bình thường các bạn vẫn có thể sử dụng rau má, thì hãy xem hết video nha. Nhấn like và subscribe trên channel của Bu liền nha. Thì đầu tiên là để bàn về cái chiết xuất rau má. Thì thật sự là để gọi là nghiên cứu khoa học sâu hơn thì ở trong chiết xuất rau má là centella thì nó sẽ có chứa là saponin và triterpenoids ấy, thì thậm chí nó còn chứa các acid amin khác ví dụ như là lysine hoặc là alanine hoặc là serine hoặc là aminobutylene vân vân. Và một trong các yếu tố mà làm nên sức mạnh của rau má đó chính là saponin, bởi vì cái khả năng tác động đến quá trình tổng hợp cái loại collagen type 1 và type 3 của nó. Và rõ ràng đây là một đặc tính mà các bác sĩ hoặc là các nhân tố điều chế đưa vào trong sản phẩm để làm nên cái yếu tố chữa bệnh của centella chính là rau má. Và bên cạnh đó thì phytosteroid và các axit béo hoặc là các axit amin còn giúp làm dưỡng ẩm da, hồi phục da và cung cấp độ ẩm cho da, công dụng rất lớn. Nhưng mà hầu như áp dụng ở trong mỹ phẩm thì chưa được nhiều và hầu như các bạn thường khá là bỏ qua. Thật sự là centella nó rất hiếm khi gây kích ứng cho làn da của các bạn. Và hầu như khi mà các bạn sử dụng một cái sản phẩm có centella mà các bạn bị kích ứng thì hầu như là các bạn sẽ kích ứng với cái hệ nền hoặc là các chất phụ da hoặc là các chất khác ở trong sản phẩm, chứ hầu như là rau má nó không gây kích ứng cho làn da của các bạn được. Và cái vấn đề thứ ba đó là nếu khi mà các bạn sử dụng cái sản phẩm chứa rau má thường xuyên thì nó còn giúp làm củng cố mạch máu, đồng thời phục hồi việc lưu thông các mạch máu, ngay cả các mạch máu nhỏ nhất ở trong da. Và đối với các làn da trưởng thành hoặc các làn da bị tổn thương, kể cả khi bạn bị tổn thương về sẹo hoặc là bị bỏng chẳng hạn, thì một số bạn ví dụ như khi mà bị giao thông trên đường ấy, bị tông xe, té xe hoặc bị một vài vết thương trên mặt, thì hầu như khi cái giai đoạn này các bạn không sử dụng mỹ phẩm được. Nhưng mà thật sự là các bạn vẫn có thể sử dụng các loại mỹ phẩm chứa rau má thật sự trong giai đoạn này rất là tốt, bởi vì rau má ở trong giai đoạn này còn kích thích sản sinh collagen type 1 và type 3 của da của bạn, nó giúp cho các bạn làm lành vết thương hơn. Bên cạnh đó thật sự rau má còn có đặc tính kháng viêm tự nhiên nữa, nên thật sự khi mà da của các bạn đang bị cái vấn đề ví dụ như bỏng chẳng hạn, hoặc là sẹo, té xe, hoặc là bị mụn, hoặc là xử lý các vết sau mụn, các vết thương hở, thì thật sự rau má ở trong cái giai đoạn này đang là một cái chất rất tuyệt vời cho làn da của các bạn luôn. Thì cái đặc tính cuối cùng mà rau má mang lại cho các bạn đó chính là khả năng chống lão hóa do ánh nắng một cách hiệu quả. Tại vì chủ yếu là do nó tăng cường cái collagen loại 1, mà đây là cái loại collagen mà nó sẽ bị mất đi theo thời gian do vấn đề tuổi tác. Tổng hợp nên 4 cái yếu tố này thì thực sự mình thấy là các sản phẩm mà chứa rau má nó đang rất là ok. Thực sự là ở trên thị trường mà có thể tìm được các sản phẩm chứa rau má từ giá rẻ tới giá cao. Nhưng mà ví dụ như cái tiếp Yuna đi, cái tiếp Yuna bạn có thể tìm ở các nhà thuốc rất rẻ. Nhưng mà hầu như mình không khuyến khích các bạn sử dụng cái sản phẩm đó cho lên mặt lắm, tại vì cái base của nó
khá là bí. Thì nhưng mà mình đã nói là gần đây đó là mình đi khảo sát thị trường để mình tìm kiếm các loại mỹ phẩm mới, thì mình gặp lại Gowon. Thì thật sự là khi mà mình gặp lại mà mình đọc cái bảng thành phần thì mình thấy à, đây là một bước cải tiến rất tốt của Gowon luôn. Tại vì ví dụ như các bạn thấy là đây là một cái chai cũ của Gowon, mình nói chung là mình đã xài hết, nhưng mà sau khi mình xài xong chai này thì mình đánh giá là nó cũng bình thường, nó cũng tàn tàn, nó không hẳn là quá tốt nhưng mà nó cũng không hẳn là quá thường. Nhưng mà để gọi là mua lại hay không thì ngày đó mình sẽ quyết định là không mua. Tại vì đối với mình á, là cái sản phẩm này nó cũng bình thường, nhưng mà thật sự là cái bản nâng cấp về sau này của Gowon nó lại tốt hơn hẳn. Ví dụ như đây là một chai toner của Gowon đi, thì ngày xưa thì cái chiết xuất rau má là cái chiết xuất quan trọng nhất để PR của cái hãng này, thì nó chỉ nằm ở vị trí thứ ba thôi. Thì khi mà mình đọc vào á, thì mình cũng không có cảm giác hứng thú để mà mua lắm. Nhưng mà thật sự là ở cái bản mẫu mới hơn này, ví dụ như đây là một cái chai toner của nó đi, thì kể cả cái chai toner thì cái chiết xuất rau má của nó cũng đang đẩy lên đầu tiên, tiếp theo mới là tới nước và glycerin. Thì ở việc cái chai toner chứa 50% là chiết xuất rau má này, thực sự nó rất là dịu cho làn da của các bạn. Và một cách khác khi mà mình sử dụng cái chai này, đó là mình sử dụng nó như toner hoặc là như xịt khoáng luôn. Tại vì thực sự là khi bạn phân tích bản thành phần của cái này, bạn sẽ thấy là việc các bạn dùng nó như xịt khoáng hay dùng nó như toner đó là do quyết định của các bạn. Và đây mình sẽ sử dụng nó như xịt khoáng luôn. Fancy. Không, thực sự là nó ok mà, thực sự là. Nhưng mà cái bản thành phần tiếp theo như thế này mới là cái thứ mà mình muốn highlight cho các bạn. Tại vì đương nhiên là nó không chứa cồn, không chứa hương liệu rồi, thì thực sự là rất dễ cho các bạn có thể lựa chọn, kể cả da mụn hoặc là da nhạy cảm. Bên cạnh đó thì trong cái sản phẩm này lại nâng cấp hơn, nó chứa ceramide và cholesterol. Đây là cái hệ mà nó sẽ tăng cái khả năng bảo vệ làn da của các bạn, củng cố cái skin barrier của các bạn. Và bên cạnh đó thì cái bộ sản phẩm sau này của Gowon thì nó đã cập nhật lên, nó chứa 6 loại peptide và đồng thời chứa HA cao phân tử và hạ phân tử luôn, có nghĩa là nó sẽ tăng cái khả năng dưỡng ẩm cho các bạn. Thì thật sự mình đánh giá là cái bộ Gowon sau này nó mới đáng để các bạn đầu tư, còn bộ trước đó thì nó xung vào chỗ tùy người. Nhưng mà đối với mình, nếu như mình ngày xưa mình sẽ không mua, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ mua, tại vì thật sự rất là đáng tiền. Và đây là cái chai serum của Gowon. Thì cái chai serum rau má này, thật sự đây mới là cái chai serum rau má mà mình thích, tại vì 82% nó là chiết xuất rau má. Bên cạnh đó thì ở trong này còn có chứa vitamin B5, ceramide, cholesterol. Ceramide nếu đi với cholesterol thì nó mới phản ánh được cái sức mạnh cao nhất của ceramide. Bên cạnh đó thì ở trong này cũng chứa 5 loại HA. Thì thực sự đối với mình á, là những cái kết cấu như thế này thì các bạn rất nên mua, tại vì thực sự nó rất là lỏng, nó rất là thấm nhanh trên da, và thực sự là 82% rau má là một cái số rất khá là cao. Đây, nó thấm rất nhanh, thực sự là mình rất đánh giá cao các kết cấu mà thấm một cái vèo như thế này á. Thực sự là mình rất recommend khi mà các bạn da bị mụn hoặc là da của các bạn đang gặp vấn đề, kể cả sau khi các bạn xử lý nốt mụn xong, hoặc là da của các bạn ví dụ như không may đi ngoài đường bị tai nạn hoặc là bị gì đó bị bỏng nhẹ nhẹ ở trên mặt ấy, bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái bộ sản phẩm này, nói chung là rất ổn. Và tiếp theo đó chính là cái chai gel của nhà Gowon này. Mà mình có xài chai gel và chai toner của bộ cũ, thì như các bạn thấy, một cái để mà các bạn phân biệt bộ cũ với bộ mới, nếu như các bạn đi ra ngoài bạn mua mà bạn không biết á, bạn sẽ rất dễ bị nhầm, hoặc là có sổ nó sẽ bán cho các bạn loại bộ cũ mà các bạn không biết. Tại vì thực sự là bao bì bộ cũ và bộ mới nó cũng giống y chang, nhưng mà nó khác nhau ở cái phía đằng sau. Ở cái bộ cũ á, thì đằng sau nó sẽ ghi luôn các bạn thành phần cho các bạn, nhưng ở bộ mới á, thì không. Tại vì cái tên tiếng Việt và nhãn phụ tiếng Việt nó đã nêu lên hết trơn rồi, nên nó không ghi trên bộ này nữa. Thì thật sự là ở cái bộ này mình vẫn khuyến khích các bạn mua bộ mới hơn. Và thật sự là các bạn chỉ nên mua bộ mới thôi, tại vì cái chiết xuất rau má, 82% chiết xuất rau má nó được đẩy lên đầu tiên. Còn bộ cũ á, mình phải nhấn mạnh lại, nó nằm ở vị trí thứ ba, các bạn hơi không đáng để mua. Bộ mới thì 82% nó lưng lên đầu, rất nên mua. Bên cạnh đó thì nguyên một cái bộ này luôn á, cái cấu thành phần nó khá là giống nhau, đó là 82% rau má ở đầu tiên, tiếp theo á là ceramide, rồi 6 loại peptide, 5 loại HA và vitamin B5. Thực sự là cái tổ hợp này nó đang rất phù hợp với tất cả các bạn bị da mụn, da gặp vấn đề về mụn, các bạn sợ kích ứng, hoặc là các bạn đang muốn xử lý cái vết thương sau khi các bạn nặng mụn xong. Tại vì đây là cái giai đoạn mà các bạn, nếu như các bạn xử lý không tốt hoặc là không có cái yếu tố kích thích tái tạo collagen á, thì đôi khi các bạn cũng sẽ khá là dễ bị vấn đề là sẹo mụn. Thì thật sự đây là cái bộ mà mình rất khuyến khích các bạn mua. Về kết cấu của cái chai gel này á, nè, bơm không tiếc tay luôn cho mọi người coi. Đây,
Cái cấu này đây là một cái cấu dạng gel mỏng, có thể gọi là gel nền nước, tại vì thực sự là ở trong cái bộ này á là đầu tiên cũng là nước từ rau má, tiếp theo cũng là nước luôn. Thì đây là một cái chai gel nền nước rất phù hợp với các bạn nào mà sợ bít tắc lỗ chân lông hoặc là sợ silicon ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái chai này. Và cái chai gel thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng thay cho kem dưỡng được, không sao hết. Nhất là các bạn da dầu, nếu như các bạn sợ cái việc sử dụng serum rồi kem chống nắng vào ban ngày nó sẽ làm bí da của các bạn, thì thực sự những cái chai gel như thế này á, nó vừa là cấp nước dưỡng ẩm mà đồng thời á, nó có thể thay thế được luôn cả cái bước serum lẫn bước kem cho các bạn, rồi sau đó tới bước kem chống nắng luôn, hoàn toàn không sao hết. Thì thực sự là để đánh giá là cái bộ này đáng mua hay không, mình đánh giá là đáng thì mình mới mua một bộ lại. Ok, để tổng kết lại cái bộ này thì mình đánh giá là ok, ngon, bộ rẻ. Mình khi mình đọc cái bảng thành phần đó, mình tin tưởng là 82% là chiết xuất từ rau má đó được đẩy lên hàng đầu, và cái bảng thành phần đã được cải tiến rất nhiều, nên mình thấy bộ này sau này nó mới xứng đáng để các bạn mua. Hồi xưa thì mình không mua lại, nhưng mà hiện giờ ok, mình sẽ mua lại cái bộ sản phẩm này. Ok, thì nội dung của video hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu như các bạn thích content của mình, hãy nhấn like, subscribe cho channel của mình, để là điều mà mình nói đi nó lại rất nhiều cái video rồi. Và nếu như các bạn thích cái content nào đó, hay là muốn mình review về cái bộ sản phẩm nào đó, thì hãy cho mình một comment bên dưới, tại vì thật sự là sau này mình sẽ chăm đi các cửa hàng mỹ phẩm hơn, và mình sẽ tìm kiếm những các sản phẩm mỹ phẩm để mình review cho các bạn nhiều hơn. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.